tia mắt trai.
Quý vị cảm nhận thế nào về màn trình diễn vừa rồi của Mạnh Quỳnh? Những người thân yêu của Phi Nhung, bằng một cách nào đó họ xích lại gần nhau hơn. Trích Di, bà Marito, Wendy Phạm và tất nhiên là có cả Mạnh Quỳnh. Có cơ duyên gặp gỡ, mới đây, Mạnh Quỳnh cùng chị gái của Phi Nhung lại gặp nhau tại một show diễn. Trích Di Phương Trinh chia sẻ, các anh chị em nghệ sĩ vừa hát xong show là có hình ngay vì chương trình hôm nay kết thúc sớm. Show hôm nay toàn là các anh chị em nghệ sĩ thân quen lâu năm. Lần cuối cùng chụp hình chung với Quang Hà là tháng 4 năm 2019. 4 năm sau mới có một tấm hình mới với em ấy. Không phải mình nhớ dai đâu mà nhờ Facebook nhắc đó. Chứ làm sao nhớ nổi hi hi. Nhìn Quang Hà làm mình nhớ đến Câu Linh, thằng con trai giữa. Hai chú cháu có quả đầu gần giống nhau hi hi. Mạnh Quỳnh thì quá thân quen rồi, thân đến nỗi em ấy làm cái gì cũng bị mét. Được khán giả thương quá nên mỗi cử chỉ nhỏ đều bị soi. Nhưng không phải ca sĩ nào cũng được thương như thế đâu nên em nên vui hơn là buồn. Nhân tố bất ngờ đêm nay là anh Tùng Vân, tay trống cừ khôi một thời của ban nhạc lớn. Lên sân khấu hát một lúc mới nhận ra anh. Lần cuối cùng gặp anh tóc anh còn đầy đầu, bây giờ chúng rủ nhau đi chơi hết nên làm sao nhận ra được chứ. Nhưng nghe tiếng trống một lúc là mình nhận ra anh ngay. Cách đánh này chỉ có thể là anh Tùng Vân. Còn Dư Ý và Tina Ngọc Lan là những cô em thường xuyên gặp nhau nên toàn là gà nhà thôi. Nói về các anh chị em nghệ sĩ xong, bây giờ phải nói đến chị Jackie. Chị Jackie là người đem những show ca nhạc Việt Nam về casino này. Điều gì làm chị đặc biệt hơn những người casino ở các nơi khác? Chị và ông xã của chị là anh Hòa. Anh đã về với Chúa là bầu show Việt Nam đầu tiên tại thành phố New Orleans. Cũng là nơi mình bước lên sân khấu chuyên nghiệp lần đầu tiên trong đời lúc 19 tuổi. Show hôm đó có ban nhạc The Magic của anh Quốc Sĩ và chị Như Mai. Có chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Lúc đó biểu diễn fashion show chứ chưa làm MC. Mới đó mà đã 36 năm, và số tiền mình nhận được cho show diễn hôm đó là $300. Một số tiền không nhỏ cho một ca sĩ mới ra nghề ở thời điểm đó. Nhiều người thắc mắc tại sao dòng trạng thái nào của mình cũng dài đằng đẵng. Lý do là ở trong nghề lâu năm, kinh nghiệm sống cũng nhiều nên gặp chuyện gì mình cũng có kỷ niệm để kể lại. Viết ra không chỉ để cho những người theo dõi mình đọc mà để nhắc nhở mình là mình từ đâu đến và ai là những người đã giúp mình dọc đường. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất đến với quý vị trong